của xã Mường Kim, huyện Thanh Liêm, tỉnh Lai Châu tuyên truyền về dự án VMVF góp phần phát triển cộng đồng bền vững. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 1138 TTND HTQT về việc đồng ý cho Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do tổ chức phi chính phủ BIM Media Corporation, viết tắt là BMVF, tài trợ. Dự án do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân 40 tỉnh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, VNCOT và các đơn vị liên quan triển khai tại 400 điểm thư viện công cộng cấp tỉnh và huyện, 1.000 điểm bưu điện văn hóa xã và 500 thư viện xã trên 40 tỉnh khó khăn tại Việt Nam. Thời gian thực hiện là 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2016. Tổng kinh phí của dự án là 50.563.568.362.000 USD, trong đó có tài trợ không hoàn lại của BMVF là 29.998.220 USD, đóng góp bằng phần mềm Microsoft là 3.639.900 đồng USD.